Hello, xin chào cả các bạn. Đây là cái mẻ dòng mình mới đổ xong nha. Đổ bằng kerosene 3, tỷ lệ 3:1. Đấy, đổ vào khuôn silicon như thế này. Mình mới đổ được khoảng nửa tiếng. Tầm khoảng sau 24 tiếng nó sẽ khô cứng lại hoàn toàn. Còn cái này đang chuẩn bị làm cái galaxy, giấy galaxy.